Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Du Thuyền Yacht Reviews. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang đứng ở ngay cạnh một siêu phẩm vừa mới được ra mắt của Riva và một thương hiệu du thuyền rất là nổi tiếng đến từ Ý. Các bạn đang được chiêm ngưỡng một chiếc thuyền mới nhất có tên là Riva Bahamas 76. Thuyền này thì có tên là Riva Bahamas Super 76. Vâng, đây là một mẫu thuyền mới nhất, thiết kế mới nhất đến từ nhà Riva với kích cỡ là 76 feet, tương đương với khoảng tầm 23 mét. Mẫu thuyền Riva Bahamas Super 76 này, chúng ta sẽ có hai phiên bản cho cái mẫu thuyền này. Phiên bản cơ bản có hai động cơ MAN V12 với công suất 1550 mã lực và phiên bản nâng cấp hơn, cao cấp hơn thì dùng hai máy MAN V12 với công suất 1.800 mã lực sẽ cho chúng ta cái tốc độ tối đa lên tới 37 hải lý trên giờ và có một cái chiều rộng là 5,7 mét và chúng ta có thể chứa được khoảng tầm 20 người ở trên cái mẫu thuyền này một cách vô cùng thoải mái. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong cái mẫu 76 Bahamas này để khám phá thêm các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái cầu thang có thể thu gọn vào trong, vào sát ở đây khi mà chiếc thuyền của chúng ta di chuyển. Đấy, và cái cầu thang này thì sẽ cực kỳ tiện lợi cho chúng ta đối với những cái môi trường, bến bãi, điều kiện như là ở Việt Nam chúng ta. Các bạn nhìn thấy đây là một cái khoảng không gian cabin mở hoàn toàn, đúng không ạ? Chúng ta có sàn tắm nắng ở phía sau, chúng ta có rất nhiều những cái khoảng không gian ghế để ngồi đối diện với nhau ở đây để thư giãn. Ở phía dưới cái khoảng ghế này thì chúng ta cũng có hai cái loa JL. Vâng, và phía đằng sau thì chúng ta sẽ có cái khoảng không gian di chuyển xuống phía dưới để sàn bơi thủy lực ở phía dưới, và ở phía sau này thì chúng ta cũng sẽ có cái khoảng không gian cabin có thể chỉ với một nút bấm có thể nâng lên hạ xuống để chúng ta sẽ cho được một chiếc thuyền phao hay là xe máy nước vào phía trong đấy. Ở đây thì bắt đầu vào bên trong cái cockpit ở phía trong, và ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng ở phía dưới dành cho thuyền trưởng, thủy thủ ở phía dưới này. Đây là cái lối xuống và một cái gian phòng rất là bí mật, đúng không ạ? Và thực tế ở trên cái mẫu thuyền này thì chúng ta cũng sẽ còn rất nhiều những cái không gian bí mật kiểu như thế. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian làm bếp và có rất nhiều tủ lạnh, lò nướng ở ngay phía dưới này luôn. Và đối diện ở đấy thì chúng ta sẽ có khoảng không gian để ngồi tiếp khách, một cái sofa hình chữ L ở đây với một cái mặt bàn được làm gỗ đánh bóng với đúng cái phong cách của Riva. Và chúng ta sẽ có thêm những cái ghế rời ở xung quanh để có thể mở rộng thêm những cái khoảng không gian sử dụng ở đây. Bước vào phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái giường để có thể nằm tắm nắng ở phía bên mạn trái của thuyền. Bên cạnh đấy chúng ta sẽ có một cái ghế lái phụ, và ở đây thì là không gian của thuyền trưởng. Và các bạn thấy toàn bộ các cái vật liệu ở trên thuyền này thì chúng ta có thể lựa chọn bọc nỉ hoặc là bọc da với những cái màu sắc nó rất là đa dạng, phong phú. Ở đây thì cái mẫu thuyền mà tôi đang có ở đây thì được bọc nỉ màu trắng. Chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái màu trong cái bảng màu của Riva. Đấy, tông màu cam, màu nâu và màu xanh ngọc. Thực sự là ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả
những cái màn hình hiển thị kiểm soát CCTV, những cái thông số của máy, và đặc biệt là ở trên những cái mẫu thuyền Riva như thế này thì lúc nào cũng có cái hệ thống Seakeeper giúp cho thuyền của chúng ta rất là ổn định khi mà neo đậu. Và đây các bạn thấy là cái vô lăng vẫn giữ cái phong cách rất là truyền thống của Riva. Và hệ thống điện để điều khiển, tất cả điện ở trên thuyền đều nằm ở phía bên mạn phải của cabin lái của thuyền trưởng. Đây, chúng ta sẽ cùng đi xuống phía dưới các bạn nhé. Cái mẫu thuyền này còn quá mới. Đây là mẫu thuyền vừa mới sản xuất ra của Riva. Bây giờ thì đã có chủ nhân đặt hàng rồi. Tuy nhiên thì cái mẫu thuyền này vẫn chưa tới được đến tay chủ nhân. Và bây giờ chúng ta đã được quan sát nó ở trong cái triển lãm du thuyền Cannes này. Đây các bạn thấy toàn bộ cái đường đi lối lại ở đây vẫn được lót ni lông phủ kín ở phía dưới để đảm bảo cái sự mới mẻ cho chủ nhân của mẫu thuyền Riva 76 Bahamas này. Và ở đây các bạn thấy là bước xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có ngay một cái khoảng không gian cabin để có thể ngồi thư giãn ở đây. Và cái thiết kế ở phía dưới này thì được sử dụng cái tông màu tối trầm là chính, và phối hợp với những cái tông sofa màu sáng. Và những cái tông màu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay đổi được. Đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tivi nữa. Nào, bây giờ các bạn muốn đi vào đâu? Đây, chúng ta đi vào cái không gian này trước nhé. Đây là một cái không gian bếp chính ở phía dưới, và được ngăn cách bởi một cái lớp cửa giống như thế này. Đấy, có nghĩa là khi chúng ta nấu nướng ở phía bên trong bếp này, đây, các bạn thấy chúng ta có một cái bếp từ Boss 4 ngăn ở đây, chúng ta có cửa ở kia. Khi nấu nướng ở đây, tất cả sẽ thoát mùi ra phía ngoài kia và không để bay mùi vào cái không gian chung. Các bạn thấy là tất cả cái thiết kế ở đây rất là sang trọng đúng không ạ? Được sử dụng một cái màu trắng sơn nhám. Vâng. Đây. Đấy. Và ở đây sẽ là những cái hệ thống tủ lạnh được giấu kín ở phía sau những cái cánh cửa như thế này. Đấy, chúng ta thấy là cái thiết kế ở trên những cái mẫu thuyền Riva thì thường rất là thanh lịch đúng không ạ? Kể cả từ những cái phím bấm giống như thế này. Đấy, chúng ta cũng có những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà cực kỳ tinh tế. Đây, chúng ta sẽ đi lên phía trước của mũi thuyền trước nhé. Ở phía trước của mũi thuyền thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ VIP ở đây. Và phòng ngủ VIP, và phòng ngủ này thì cũng đủ rộng rãi để cho chúng ta sinh hoạt. Chúng ta có thêm một phòng vệ sinh ở ngay phía sau tôi đây. Đây là một phòng vệ sinh riêng. Chúng ta có tủ quần áo, tất cả đầy đủ. Và cái tông màu này cũng được thiết kế tông tối màu. Đây có lẽ là một cái sở thích của chủ nhân của cái mẫu Bahamas này. Ở phía bên tay phải, mạn phải của thuyền thì chúng ta sẽ có thêm một cái phòng ngủ hai giường twin. Và hai giường đơn ở đây. Và các bạn thấy cũng rất là rộng rãi đúng không ạ? Cũng rất là rộng rãi với hai phòng ngủ này. Và cái phòng ngủ này thì cũng được cung cấp thêm một cái phòng vệ sinh riêng nữa. Đấy, ở đây thì chúng ta cũng có một cái phòng vệ sinh với đầy đủ toilet và những cái không gian để sinh hoạt vệ sinh ở trên thuyền. Ở phía bên cửa này các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một máy giặt Boss ở đây, cũng như là hệ thống tủ. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái hệ thống ở đây. Chúng ta sẽ đi tiếp về phía sau này. Bước xuống phía đuôi thuyền thì ở đây mới là cái không gian của chủ thuyền. Và các bạn có thể thấy, đây tôi sẽ bật thêm đèn nhé. Các bạn thấy là chỉ với một vài cái phím bấm thì chúng ta đã có ngay một phòng ngủ giống y như là ở trong những cái khách sạn 5 sao đúng không ạ? Đây. Các bạn hãy quan sát thử xem. Đây không khác gì là một cái phòng ngủ ở trong những cái khách sạn 5 sao cả. Chúng ta có những cái tông tối màu, các cái đèn ánh sáng điểm, và khi ra biển nữa thì chúng ta sẽ có cái hệ thống cửa sổ quan sát ở hai bên thuyền luôn.
Đấy, sẽ toàn cảnh cái mẫu thuyền này. Và ở đây thì chúng ta cũng được trang bị thêm những cái hệ kính gương ở phía đằng sau để giúp cho cái phòng ngủ này của chúng ta nó trở nên rộng rãi hơn. Và toàn bộ cái nội thất ở đây thì các bạn thấy ở trên, ở đây thì cũng được bọc nỉ, và ở dưới này chúng ta cũng có những cái nệm giường bằng các cái loại vải cao cấp. Đối diện ở đây thì chúng ta sẽ là không gian phòng vệ sinh, và có hai phòng riêng biệt, một phòng vệ sinh và một phòng bên này là không gian phòng tắm. Đấy, bên này là một không gian phòng tắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên cái khoảng không gian ở sàn tắm nắng phía trước của chiếc Riva này. Đây, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một lối đi, hai lối đi ở hai bên hông, rất là rộng. Và ở đây thì toàn bộ không gian đều là không gian mở. Với cái thiết kế như thế này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khí động học rất là tốt, giúp cho chiếc thuyền của chúng ta sẽ có thể đạt được cái tốc độ tối ưu hơn. Vâng, và đây các bạn thấy sao? Đây là một cái khoảng không gian có thể nói là cực kỳ rộng lớn, đúng không ạ? Cực kỳ rộng lớn. Đây, chiếc 76 Bahamas này thì đã thiết kế để dành một cái khoảng không gian ở phía trước mũi cực kỳ lớn. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian để có thể nằm tắm nắng ở đây rất là rộng. Và ngoài ra chúng ta cũng có thêm những cái khoảng không gian ở đây để có thể ngồi thư giãn và nhâm nhi ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có những cái bàn mini như thế này. Ở đây thì các bạn thấy là phía trên này cũng được trang bị cái hệ thống âm thanh JBL Audio, và chúng ta cũng đều có các cái phím bấm để điều chỉnh âm lượng ở ngay phía trên phía mũi thuyền này. Thực sự là ngồi ở đây để ngắm nhìn cái khung cảnh này, cái khung cảnh tuyệt vời của triển lãm du thuyền Cannes 2022 thì không còn gì có thể tuyệt vời hơn. Đấy, hy vọng là sẽ sớm thôi, ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ có những cái mẫu du thuyền Riva 76 Bahamas như thế này về đến Việt Nam. Hy vọng sẽ sớm có những chủ nhân đầu tiên sau khi mà Hoàng Đức làm video này. Vâng, và nếu như quý vị và các bạn có những cái thắc mắc nào khác liên quan tới mẫu du thuyền Riva 76 Bahamas hay là bất kỳ cái mẫu du thuyền nào khác của Riva thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với Hoàng Đức theo cái thông tin ở ngay phía dưới của màn hình, thì tôi sẽ có những tư vấn chính xác, chi tiết và phù hợp với từng nhu cầu, từng mục đích sử dụng của từng quý vị khách hàng theo đúng sở thích và nhu cầu của quý vị. Và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip review tiếp theo. Xin chào.